Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu tuần thì xin chúc anh em có một nguồn năng lượng tích cực để làm việc và học tập hiệu quả anh em nhé. Ui dồi ôi, ba con. Nhưng mà lại là ba con giờ so anh em ạ. Lóc lại không? Có lóc lại không nhỉ? Đùa. Trong trận đấu này thì anh em có thể thấy là có rớt đấy. Là chơi được 12 con đấy. Ờ mà có bom này, có rất có bom là chơi được được cái bộ bị kỹ gót bom đấy. Anh em ạ, à, trận này có cả khan nhá, có cả rớt có cả bom. Ờ thế được. Thế lóc lại vậy, chơi 12 con xem là thế nào nhỉ. Cho anh em chưa biết hoặc là anh em chưa xem cái clip về gót bom thì chắc là anh em, nếu mà anh em chưa xem thì tôi phải nói thật với anh em là anh em tiếc đi là vừa nhá, tiếc đi là vừa. Bởi vì cái bộ đấy là cái bộ mạnh nhất của tuần cơm đấy. Rồi ok, lóc lại. Round này là mua dơ so về. Giờ con chó sói nó 2 tiền nên là nó rất dễ là ra được 3 con human sớm. Có sách sớm anh em ạ. Rồi, up cấp. Ôi đồ. Ui không được rồi anh em ơi. Bán. Không chơi được anh em ạ. Đồ không chơi được. Ôi dồi ôi, tôi vừa mới làm một cái hành động rất là ngớ ngẩn. Lóc lại để mua con dơ so up lên 2 sao xong rồi lại bán đi ạ. Ôi không thể tin được đấy. Một hành động phải nói là cực kỳ rầm rớ và ngớ ngẩn. Đua. Rất là nhiều động tác coi như là thừa ở đây. Đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bán đi hợp lý đấy. Ôi rồi ôi anh em ơi, tôi làm gì ở ba cái rau quái thế này. Trời ơi, không phải. À, lại bán. Rồi thế hai cái rau đầu coi như là tôi chả có làm cái gì cả anh em ạ. Tôi lóc lại và xong rồi tôi bán tất cả những cái con ở đấy đi. Không thể tin được luôn. Mẹ, ba cái rau đầu là tôi bán hết anh em ạ. Thế thì mình lóc lại làm cái đéo gì nhờ. Đéo hiểu. Bán hết rồi. Bán hết rồi. Cuối cùng cho bài như này thì lại khả năng lại đi phe giờ anh em ạ. Đùa. Thật nó như thế. Trời ơi, quá nhiều động tác thừa. Phô diễn kỹ năng à. Đầu game ghép được 2 tia. Được. Ok ok ok. Ổn 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 ổn. 3 phe giờ nữa này. Đấy, lấy 2 tia trước anh em. Light Blade Light là rất dễ có thể lên được 2 sao đầu game. Rồi. Đồ này thì từ từ đã nha anh em nhá. Chưa lấy được cái gì cả. Có thể là Blink, có thể là BKB, có thể là chén thánh. Cái đấy thì còn dựa vào cái đồ round 10 đã nha anh em nhá. Trận này chơi phe giờ thì nói chung là cũng được. Trong cái bộ truyền thuyết là chơi được anh em nhá. Truyền thuyết là có 2 con 5 tiền thuộc tộc phe giờ, chơi được 9 con. 9 phe giờ hàng real. Late game được. Rồi. Bây giờ meta beat nhiều chơi phe giờ hơi bị sướng luôn đấy anh em. Chơi phe giờ mà bây giờ beat nhiều chơi đã lắm. Và như thường lệ đầu clip tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ tôi bằng cách đăng ký hội viên trên kênh. Xin được cảm ơn anh em Bùi Đình Tuyển, xin được cảm ơn anh em Bình Trần. Cảm ơn anh em Trung Phạm đã đăng ký trở thành hội viên mới ở trên kênh. Và đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Minh Lâm, anh em Nguyễn Quốc Anh, anh em Phạm Lam Phong, anh em Trương Anh Tuấn, Trương Tuấn Anh, sorry anh em. Anh em Trương Tuấn Anh, anh em Ông Thần Nhân Phẩm, anh em Phạm Hưng, anh em Lâu Phia. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên trên kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em nhé. Và ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Quốc Anh. Anh em Nguyễn Quốc Anh có mong muốn là tôi làm cái bộ 9m và dồn toàn bộ đồ cho con máy bay để làm một cái clip chúc mừng sinh nhật anh em Nguyễn Quốc Anh. Thì đầu tiên thì tôi xin được chúc mừng sinh nhật anh em Nguyễn Quốc Anh. Chúc anh em Nguyễn Quốc Anh sang tuổi mới gặt hái được nhiều cái thành công trong cuộc sống. Đấy, gia đình hạnh phúc. Con cái thì ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Thế là vui rồi. Chúc mừng sinh nhật anh em. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai đấy chính là cái yêu cầu của anh em làm cái line up 9m và kết hợp với con máy bay làm co. Đấy, thì tuy nhiên là hẹn anh em vào cái clip sau clip này anh em nhá. Bởi vì trong cái game này thì nó lại không có con máy bay anh em ạ. Đấy, thế là thôi. Nếu mà chơi mết ý mà không có máy bay thì thực ra thì vẫn chơi được nhưng mà nó sẽ không đúng yêu cầu.
Đấy, chúng ta làm một trận ở cái trận sau nhá anh em nhá. Sẽ có con máy bay và tôi sẽ chơi cái đội hình 9m và có máy bay, dồn đồ cho máy bay để mừng sinh nhật anh em. Ok, trận này thì tôi nghĩ là tôi sẽ chơi Feather thôi. Bởi vì là Feather trận này nói chung là cũng rất là ok. Và bộ Feather cũng là một trong những cái bộ mà tôi chơi rất hay. Đấy. Thế là thôi, được rồi, ok, chơi nhá. Chơi Feather đi. Meta này là một cái meta mà có rất nhiều người chơi beat. Chơi Feather là một cái lựa chọn mà phải nói là rất là ok đấy anh em ạ. Feather rồi thì 9 Warrior. Đấy là những cái bộ mà counter bộ beat. 9m cũng counter bộ beat. Đấy, có rất nhiều lineup là counter bộ beat. Bởi vì làm sao mà meta này mà người ta gọi là meta cân bằng. Đấy, rất là cân bằng, rất là hay. Bởi vì là bộ beat nó lên ngôi. Đấy, mà cái bộ beat nó lên ngôi thì đồng nghĩa với việc những cái lineup mà counter ở beat nó cũng sẽ lên ngôi. Đấy, nó cũng sẽ là được chơi theo. Đấy, gồm có là Feather này, 9m này. Rồi thì Warrior là rất là ok. Đấy, còn những cái đội hình mà nó sợ beat thì nó sẽ bị giảm sức mạnh đi. Đấy, điển hình ở đây là cái bộ gót đỏ là một trong những cái bộ rất là sợ bộ beat. Thì meta mới là gót đỏ là cũng bị giảm đi rất là nhiều cái người, cái số lượng người chơi rồi. Anh em thấy là bây giờ gót đỏ rất ít người chơi nhá. Đấy, không nhiều người chơi đâu. Bởi vì là rất là sợ beat. Gót đỏ mà gặp beat. Đấy, mà lại gặp beat mà lại kẹp Doom thì một round nó đẩy cho rất nhiều máu đấy. Rất nhiều máu đấy anh em ạ. Đấy, rất sợ nhá, rất sợ gót đỏ. Hai thằng ra là hai con gấu rồi. Đã thấy là, nhận thấy là có một thằng ở đây chơi beat rồi nhá anh em nhá. Càng đấy. Ra gấu, ra hai con gấu sớm. Gấu assassin này là chơi assassin. Trận này có người chơi 9 xin đấy. Bởi vì là trận này có, trong truyền thuyết có hai con xin 5 tiền anh em ạ. Có hai con xin 5 đô, khá nguy hiểm. Rồi, còn thằng này thì không biết là chơi gì, khả năng chơi beat cao. Trận này có goblin là cũng khá xanh này. Goblin ở đầu bảng là có hai con 2 sao rồi. Chơi goblin trận này là cũng kinh. Có bom nhá anh em nhá, trận này có bom. Goblin có bom. Ok, có súng ở đây rồi, ba hunter đã. Ba hunter. Chuyện này thì tôi sẽ kẹp hunter vào để lấy đam đầu game thôi anh em ạ. Xong rồi thì cũng chắc là cũng sẽ chỉ mua ba hunter thôi chứ không mua 6 hunter. Bởi vì ép nó Feather nó ra nhiều như này ấy, thì chơi Feather thôi. Đấy, mà Feather mà nếu mà ra được cái con Light Blade Light 2 sao thì cũng rất là tín đấy nhá. Ok, để xem nào. Trông rất là mạnh đấy. Không biết là liệu rằng là có thể là chiến thắng được không nhỉ. Bây giờ tôi up lên 6 rồi. Thằng này chắc chơi Wario này. Vậy là có một thằng chơi Wario. Khả năng chơi Wario là rất cao. Những cái nhà mà chỉ mua Wario xong rồi không mua bất cứ một con nào khác ấy, thì khả năng là chơi Wario rất cao nhá. Còn những cái nhà mà ví dụ như là hai con Warrior ở phía trên hay là ba con ở phía trên ấy, ở phía dưới ấy, kẹp Hunter ăn tiếc thì chưa chắc đâu. Nhưng mà nó toàn mua Warrior là rất dễ là chơi Warrior. Bởi vì bản thân Warrior ở level 6 ấy, nó có 6 con là nó đủ chơi rồi. Nó không cần phải kẹp gì linh tinh. Chính vì thế là cái bộ đấy nó rất là dễ chơi. Warrior chính ra lại là dễ chơi nhất ấy, trong meta đấy. Beat nhiều khi là nó cũng hơi đen khi mà phải có tới hai con 4 tiền. Đấy, mà hai con 4 tiền mà ví dụ lên 8, lên 9 mà không ra ấy thì là chắc chắn là súng hố. Anh em ạ, beat nó chỉ mạnh ấy ở trong meta này khi mà nó ra đủ bộ và nó full 2 sao thôi. Đấy, và có co nhá, có co đam. Còn nếu mà nó không có co này, nó lại không full 2 sao và nó không đủ bộ thì chắc chắn là súng hố rồi. Và meta này nhiều người chơi beat là sẽ có rất nhiều người tranh bài. Đấy, nên là thường là với những cái meta mà có nhiều người chơi thì tôi lại bỏ cái bộ đấy đi, tôi không chơi nữa. Đấy, ví dụ như là meta beat thì không chơi beat. Đấy, chuyển sang chơi những cái bài counter và vụ beat thôi. Ví dụ như là 9m này, 9 Feather. Đấy, hoặc là 9 Warrior. Những cái bộ counter và bộ beat. Và tất nhiên là những cái bộ mà liên quan đến cái bộ mà bị bộ beat counter thì tôi cũng bỏ luôn. Như là bộ gót đỏ anh em cũng có thể thấy là tôi cũng không chơi. Lâu lắm rồi không chơi gót đỏ luôn anh em ạ. Gót đỏ bỏ luôn. Ok. Mặc dù là cũng ra khá nhiều đỏ đầu game tôi cũng không lấy. Đấy. À, thôi chả phải làm gì đâu anh em. Feather thì cũng mua Feather mà chơi thôi. Kẹp 3 Hunter vào. Lên level 7 là 6 Feather kết hợp với cả 3 Hunter là sống ổn anh em nhá. Ui vãi đái.
quân ngu Fallen Witcher 2 sao cơ ạ? Dã man. Càng lấy Fallen Witcher 2 sao à? Mà lại đặt tên kiểu gì? Đặt tên là quân ngu. Chứ là tên là không phải là tên là quân đâu. Quân đây là một cái ông đồng nghiệp hoặc là một cái người mà ghét ấy, người mà bị ghét ấy. Nó đặt đấy. Khả năng là như thế. Chứ tên thật không phải là quân. Hoặc là đây là vợ ở quân. Khả năng đây là vợ ở quân đấy. Đấy. Khổ. Ai đặt tự đặt tên mình là ngu đâu. Đây chắc chắn là đây là vợ ở quân rồi. Thôi được rồi, tôi cũng không muốn gọi đối thủ tên là quân ngu. Tôi sẽ gọi là vợ ở quân nhá. Dã man. Vợ ở quân xả tiền để ăn tôi đây mà. Vợ ở quân gắt thế. Vợ ở quân gắt quá, nhưng mà vợ ở quân xả tiền hơi sớm. Bởi vì round sau thì tôi chưa gặp vợ ở quân. Round sau là tôi gặp cái thằng Jolie cơ. Đấy, mà thằng Jolie thì chưa. Thằng Jolie thì bây giờ... À, Zo gì? Zomi thì bây giờ vẫn chưa ok. Nói chung là bây giờ tôi vẫn ăn được thằng Zomi. Chính vì thế là... Thôi, cứ từ từ đây anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Round 12 chúng ta xả tiền nhá anh em nhá. Round 12 đến 7 xả hết tiền. Đấy. Tôi đang có một cái linh cảm là round 12 gặp vợ quân đấy. Gặp vợ quân vớ vẩn mất chuối thôi lại toang. Anh em nhá. Đấy, chơi cẩn thận thôi. Round sau là sẽ gặp là Zomi thì ok, Zomi yếu. Chơi beat đấy, chơi beat. Beat kẹp human à? À, thắng là kiếm lên cuốn sách đúng không? Ơ đừng bảo thua nhá, 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 đừng bảo thua nhá. Hay quá. Rồi, úi giời. Được. Mẹ cái thằng Zomi nó cũng xả hết tiền nó ăn tôi đây anh em ạ. Dã man. Mà nó không ăn được rồi. Rồi. Nhưng bảy xả tiền. Xả hết tiền luôn anh em ơi. Xả hết tiền luôn anh em ơi. Xả hết tiền luôn. Thiếu một con, thiếu một con, thiếu một con, thiếu một con, thiếu một con. Một con nữa. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi đây anh em ơi. Ok 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 ok. Làm quả hết tiền luôn. Vợ ở quân xả tiền gắt thì tôi sẽ hứa với cả vợ ở quân là sẽ xả gắt gấp đôi. Vào đây mà ăn. Úi giời ơi, ăn đi. Rồi ok, tôi đã bảo tôi hết tiền là hết tiền. Không nói nhiều. Giữ chuôi bằng được anh em ơi. Úi giời ơi, gặp luôn. Quả tính toán chính xác quá anh em ạ. Tính toán rất là chính xác đến nơi vị trí tuần cơm xả tiền hợp lý vãi đái. Này vợ con ăn đi, ăn đi, ăn hộ, ăn hộ, ăn hộ, ăn hộ. Ăn hộ, ăn hộ bạn ơi, ăn hộ bạn ơi, mạnh phết đấy. 4 Glacier kẹp Fallen Witcher 2 sao vẫn không ăn được cơ. Ờ. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Được rồi anh em ơi. Ok. Quá ổn. Quá ổn anh em ơi. Mối nguy hại lớn nhất đã coi như là qua đi rồi. Chuỗi này đảm bảo với anh em luôn là rơi vào tầm cỡ khoảng round 25 nhá anh em nhá. Round 25 may ra mới mất chuỗi. Tầm này không mất được đâu. Còn lâu anh em ơi. Tầm này tôi full rồi. Full đội hình ở level 7 cực mạnh rồi. 6 phe giờ kẹp với cả 3 Hunter ở level 7. Đây là một cái đội hình form mạnh nhá anh em nhá. Tầm này làm gì có cửa bố con đằng nào sang đây ăn được tôi. Làm gì có cửa anh em ơi. Ôi giời, anh em thấy không? Đấy, mấy thằng này kể cả chấp gấu kia các thứ sang hết đây bạn ơi. Thằng này còn gấu kẹp cả human à. À. Đấy, nhưng mà vấn đề là không ăn được thì lấy đâu ra sách. Anh em thấy chưa? Mạnh chưa? Oánh trượt. Làm gì anh có cửa trúng đâu. Tầm đầu game này thì lại bọn nó lại không có ghép cái gậy gai anh em ạ. Gậy gai tầm này là chưa có ai ghép. Người ta là người ta ưu tiên cho những cái gậy búa xét này. Dùng gậy là để ghép búa xét này. Rồi dùng que là để ghép cái gì. Là để ghép cái búa xét thôi. Chưa ai ghép gậy gai cả. Thế này ấm rồi. Hay quá nhở. Được quá rồi anh em ơi. Ôi ôi trận này. Mà cái đội hình này của tôi. Ui sao trận này bọn nó xả gắt thế kia. Thằng đéo nào cũng xả hết tiền thế kia. Kinh thế. Ôi ôi kinh đấy. Kinh đấy, kinh đấy, kinh đấy. Kinh đấy, trận này cũng có thằng chơi phe rồi anh em ạ. Thằng Backcheck cũng chơi phe rồi kìa. Backcheck cũng chơi phe rồi. Ui, thằng này trông có vẻ hơi to nhở. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được thôi.
đúng rồi, ăn được, được. Hay quá anh em ơi. Ta bú chờ nó bớ vào đúng cái con Sword Master của thằng kia. Được thế chứ này. Hay quá. Giữ chuối được đến round 16 rồi này, ổn chưa? Nhưng mà tôi nói thật với anh em là tôi còn nghĩ là cái chuỗi này nó phải giữ đến round hai mấy cơ. Đấy rồi. Hay quá nhờ, trứng đấy rồi, đập cho live deadline là xong. Quá ổn áp luôn anh em ơi. Wow. Chơi còn cái bộ 9 Feather ở trong trận đấu này mà late game thì nó mạnh lắm ấy nhá. Mà đầu game tôi đã chơi, tôi đã có cái chuỗi như này rồi. Đấy, giữ chuỗi tốt, giữ máu tốt thì late game thôi rồi, vô địch rồi. Vô địch ở trong tầm tay luôn ấy. Trận này quá là ngon rồi, ổn lắm rồi đấy. Chơi nhìn đội hình này. Trời. Round sau mà tự ra là con live blade line thì tôi còn không cần đập trứng nữa cơ. Tôi lại giữ trái trứng này để form 9 feather sớm. 9 feather hàng real sớm anh em ạ. Đấy, không cần đập trứng luôn. Đấy, còn nếu mà giả sử như mà nó không ra được ở round sau thì tôi sẵn sàng để đập trứng để tôi giữ chuỗi. Không tiếc anh em ơi, không tiếc, lấy chuỗi có gì đâu. Chuỗi này tiền thì cứ chiến thắng là được một đống tiền rồi, tiếc gì hai tiền đâu. Tiếc gì hai tiền ở quả trứng hay đâu anh em. Đấy, lỗ 3 tiền đúng không? Chấp nhận lỗ luôn. Không vấn đề gì hết. Đây rồi. Work set. Ok, đập trứng luôn anh em ạ. Tôi nói rồi, tôi không tiếc nha anh em nhá, không tiếc trứng. Ok. Tôi là phải giữ được cái chuỗi. Không nói nhiều. Đấy, bọn mày bơi hết vào đây. Tầm này ổn lắm anh em ơi. Form được đúng đội hình mà, đủ mà. Ở level 7, đội hình này chơi ở level 7 là mạnh rồi. Không cần lên 8. Chơi 7 con thôi. Đó. Quá ổn. Đó. 3 Hunter có đam nhá. Feather thì coi như là cù nhây chống chịu phía trên nhá. Ổn chưa? Ủa rồi. Tầm này thằng nào ăn được tôi đâu. Đem Goblin ở đây. Ồ, đem Goblin ở đây. Tầm này thằng nào ăn được tôi. Một quẹt đi hết cả đội hình. Ồ, ok. Ô kìa. Ui rồi, tôi chết tôi rồi. Mất chuối à. Ui, mất chuối với thằng Goblin. Con mẹ con Berserker như nó lia được hai phát thì phải. À. Ui mà sao thằng Goblin nó bài nó to thế nhở. Level 7 70 tiền ạ. Vai đái. Tiền ở đâu ra mà lắm thế bạn ơi. Ui như hack ấy nhở. Goblin đéo gì to thế. Ui ui 3 sao này. Ui con Heaven Bomber còn một con nữa là 3 sao này. Ảo vậy. Ui thằng này hack à. Có phải không. Bài tôi có chuỗi thắng to như thế rồi mà tiền nó nhiều kia. Ở level 7. Ui rồi ôi nhìn này. Cái gì đây. Hai con 3 sao ở round 17 á. Thật. Tôi chơi Goblin tôi còn phải round 30 mấy tôi mới đủ 3 sao mà sao thằng này nó kinh vậy. Ôi tôi chết rồi. Lại cảm giác lại đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn. Đéo ổn rồi anh em ơi. Trong trận đấu này có thằng Goblin xanh anh em ạ. Feather này là chính ra là nếu mà chơi mà nói về late game là cũng sợ lắm ấy nhá. Sợ Goblin lắm. Bom nó lổi một phát là chết hết đấy. Nó giải tán cái hàng Feather cực kỳ nhanh luôn. Sợ thật. Oánh kiểu ảo thật đấy. Ảo thật. Tôi bây giờ còn lang thang ở level 7 này. Còn chưa đủ 50 tiền. Mà thằng đấy nó làm một phát level 7 70 tiền luôn đấy. Thoải mái tiền roll luôn. Mà thằng này nó đánh sao mà nó đánh giống tôi thế nhở. Đứa hiểu đây có phải là cái thằng này nó xem kênh tôi không đây. Mà nó chơi theo kiểu là roll ở level thấp nhá. Chơi Goblin mà roll ở level thấp này là chắc chắn là fan của Tuấn Cơm rồi. Lạ thật đấy, lạ thật đấy, ảo thật. Chơi kiểu này là roll mèo ở level thấp đấy mà. Giống là clip mèo của tôi ấy. Anh em nhớ clip mèo nhảy TikTok của tôi không? Là đấy, chơi nó y hệt như thế luôn ấy. Roll ở level thấp anh em ạ. Ảo thật đấy. Thằng Nga này khả năng là fan Game Today rồi. Đéo hiểu có phải là Nga không hay là Nga nói tiếng Việt đấy. Ảo thật đấy.
Chơi kiểu này anh em thấy không? Ui, run. Đây nó là run ở level thấp đấy nhá. Nó không lên 8 đâu, là nó biết chơi đấy. Nó biết chơi đấy anh em. Chơi giống hết Tuấn Cơm luôn. Như này là chắc chắn là xem clip là mèo nhảy TikTok rồi. Anh em ạ, không sai đâu. Sợ thật, fan game today là khắp muôn nơi. Sang cả châu Âu như này thì chịu rồi. Sợ thật đấy. Mà nó xanh như này là nó dễ nó kiếm được cái bài mà nó form đủ mèo 3 sao sớm lắm anh em ạ. Xanh như này cơ mà. Chưa gì mà round mười mấy, round 17 nó đã hai con 2 sao rồi. Round 17 hai con 2 sao là cả vấn đề đấy anh em. Mà cái trận này nhiều thằng nó xả tiền gấp thật. Bọn này chắc là muốn cắt chuỗi đấy. Vừa nãy là có hai chuỗi, muốn cắt chuỗi đấy mà. Xả hết tiền, nhưng mà khả năng là nếu mà gặp thằng Goblin kia thì cũng chưa có cửa ăn được đâu. Thằng Goblin kia là nó xanh lắm. Lên được 3 sao rồi thì cái con bọn Goblin 3 sao rồi nó gánh lắm anh em. Đam nó to anh em ạ. Đam cái bọn Goblin nó to. Nó gánh kèo. Ui, lại lên được thêm hai con sao breaker kìa. Má, thằng này nó như kiểu nó counter tôi anh em ạ. Nó đã ghép cái gậy gai rồi. Ôi rồi, nó ghép cái gậy gai luôn ạ. Thằng này chắc chắn là nó có cái gì đấy nó liên quan đến tôi rồi anh em ơi. Nó biết tôi đấy, nó cố tình nó ghép gậy gai nó đánh với cả feather này. Đùa chứ. Một mình nó chơi feather mà sao nó ghép gậy gai sớm thế nhở. Ảo thật sự luôn đấy. Cái gậy gai của thằng nào ghép đâu. Gậy gai bố con thằng nào ghép đầu game đâu nhở. Sao lại ghép gậy gai nhở. Ảo thật. Thôi rồi, dần dần up lên 8 thôi anh em. Ảo thật sự luôn đấy. Rồi xong rồi, dần dần up lên 9 anh em nhá. Bởi vì về căn bản ấy là bộ này nó chơi ở 9. Về căn bản là bộ này chơi ở 9 anh em ạ. Là tôi sẽ dần dần tôi up lên 9 thôi. Up 9 thì kẹp thêm một beat vào nữa. Kẹp thêm con Auto Hunter kìa. Auto Hunter vào là sẽ được thêm, kẹp thêm được bộ beat và thêm được một chút đam đến từ vị trí của Hunter. Đã được. Ủa, gót đỏ. Trận này có gót đỏ à? Thế thì hơi sợ nhá. Trận này gót đỏ là counter và 9 feather đấy. Trận này có Omen. Trong truyền thuyết có Omen, có Zerg, có Khan. Ây à, thế thì gót đỏ là căng đây. Gót đỏ căng, có cả bom nữa. Gót đỏ sẽ counter vào 9 này. Thôi roll luôn anh em ạ. Không lên 9, không lên 9. Phải roll để coi như là slow ball. Đẩy sớm anh em ơi, đẩy sớm, đẩy sớm, đẩy sớm, đẩy sớm, đẩy sớm, đẩy sớm, đẩy sớm. Đẩy sớm anh em nhá. Hết slot rồi, thôi dừng lại, từ từ đã. Lao sao roll tiếp. Thiếu một slot cho shutdown. Bán con unicorn đi nhở. Lóc lại thì nó hơi phí. Tầm này chưa cần lóc lại. Unicorn chắc không cần lên 3 đâu. Thôi. Ok. À trận này có hai thằng chơi feather. Thằng này nữa. Quên mất thằng backtrack này. Cũng chơi feather. Rồi ok. Không sao. Tôi vẫn đang chiếm lợi thế. Tôi kẹp hunter vào tôi ăn được anh em ạ. Nó không có hunter nên là nó thua thôi. Không có hunter thì làm gì mà có chống feather đâu. À, tôi có Hunter chống Feather vào. Khỏe ngay. Với cả tôi ghép cái gậy gai rồi. Tôi ghép sẵn cái gậy gai rồi anh em ạ. À đây rồi, hay quá. Rồi, được. Phantom Queen chơi luôn. Ok. Ok anh em nhá. Ra con gấu nữa là ngon này. Ra con gấu bố là ok này. À, nhưng mà bây giờ vẫn phải đưa cái hàng Feather lên được 3 sao hết đã anh em ạ. Đưa bánh về phải bánh slow ball. Đánh slow ball luôn. Rồi. Gặp lại cái thằng người Nga đi, gặp lại thằng người Nga đi. Cho xin cái thằng người Nga nào, gặp lại đi, gặp lại đi. Chưa gặp. Cắt chuỗi của nó được đấy. Tầm này cắt được rồi anh em ạ. Tôi không đến 9 đâu, tôi roll 3 sao tôi cắt chuỗi cái thằng người Nga đây. Nó lại dám coi như là chơi cái line up của tôi.
nó đem vào cái trận này, nó đánh tôi, nó còn ghép cả cái chống feather nữa. Chắc chắn là bị counter rồi. Thằng đấy là nó cố tình là counter tôi đấy anh em ạ. Đây rồi, thiếu con gấu á. Rút tiếp này. Tiếp này. Đây rồi, hay quá. Rồi, cây lên được 3 sao đã này. Rồi, roll nốt cái con cây lên 3 sao đó anh em nhá. Rồi, round sau roll tiếp. 50 tiền thôi anh em, giữ 50 tiền thôi. Đưa lốt được Watt Workset lên 2 sao, à 3 sao nữa là ok, ổn luôn. Đấy, xong rồi lên 9 kẹp vào 2 bit vào. Hoặc là nếu mà ra Assassin thì có thể lên 10 luôn cũng được. À lên 9, cho 9 Feather vào luôn ở level 9 cũng được. Anh em nhá. Tầm này là bây giờ là cứ full 3 sao đã, để cho nó tăng cứng chút. Hàng đằng sau là phải an toàn anh em ạ, thì mới đấm được. Còn nếu mà trên nó mỏng quá thì là thua. Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi bạn ơi, đây rồi. À, có khá nhiều 2 sao và 3 sao đấy. Full 2 sao, 3 sao à? À. Nhưng mà lần này có ăn được tôi không? Nhưng mà lần này có ăn được tôi không? Ok, ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Cây vẫn sống, tao bú chưa vẫn sống, hay quá. Hay quá bạn ơi, súng vẫn sống. Hay. Ui dồi ôi, xin nhá. Được quá anh em ơi, lấy nó ăn tôi rồi tôi ăn lại. Quá hợp lý. Ơi coi như gửi tiết kiệm anh em ạ. Rồi, thôi lên 9 thôi anh em. Qua cái ải thằng đấy rồi, dần dần lên 9 thôi, roll ở 9. Đấy, lấy là phải roll ở 8 bởi vì là không biết là có ăn được thằng đấy không, phải form đội hình 3 sao. Mà bây giờ ăn được rồi anh em thì lại vô tư lên 9 rồi. Ok ok. Lên 9 rồi, roll đủ 9 feather thôi anh em. Là xong rồi, 9 feather vứt súng đi. Bỏ một tabu ra cho hết feather vào là xong. Thiếu hai con nữa. Hai con feather nữa. Thiếu con Sailing Assassin và con Squire. Nhưng mà roll ở 9 thì cơ hội ra 5 tiền, ra 5 đô thì nó dễ hơn anh em ạ. Đấy nên là thôi lên 9 thôi chứ còn roll ở 8 làm gì nữa đâu. Lên 9 mà roll được con chính ra nhá, nếu mà chỉ cần là roll một quả trứng thôi nhá. Xong rồi roll thêm một con 5 đô nữa là được. Rồi. Ok, thôi lên 9. Lên 9 đã. Đây. Cho con này vào. Roll tiếp thôi nhỉ. Ok. Có ra gì không? Cho ra gì nào? Ý giời. Một cái nữa. Một cái nữa. Ôi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Bỏ súng ra. Ba assassin nó chưa đủ, 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 chưa đủ. Thiếu một con, thiếu một con. Thiếu con gì nhỉ? À đúng rồi, Squire, thiếu Squire. Ok, ba xin vào vậy. Ok, đây. Rồi, tròn tiền. Đấy, gặp vợ quân tiếp này, gặp vợ quân tiếp này. Glacier kẹp với cả Fallen Witcher à? Tí nữa là chuyển sang là Glacier kẹp với cả 4 Saman. À. Nhưng mà có vẻ như là đi sẽ đi sớm ấy. Còn thua. Feather này cũng tín mà. Rồi. Tiếp tục anh em nhá. Roll tiếp rồi. Từ từ đã, chuyển đồ cho Sailing đã này. Rồi đồ cho Sailing. Sailing bây giờ mặc dù là 1 sao nhưng mà nó là 5 đô anh em ạ. Nó vẫn hơn con Live Bloodline. Rồi roll tiếp rồi. Cho ra gì đi nào. Cây ba. Ui rồi, cây ba thật luôn. Hay quá. Rồi. Ghép cái chiến thắng luôn đi. Ghép chiến thắng luôn. Thiếu cái mặt nạ hút máu đó. Thiếu kiếm thêm cái mặt nạ hút máu. Có. Ở đây là chúng ta có cả một cái blink. Nếu mà muốn ghép blink cũng được. Rồi, ok. Gặp lại thằng người Nga này, fan người Nga đây rồi. Ăn được không? Chắc chắn là ăn được rồi. Mạnh rồi anh em ơi, mạnh rồi. Đấy, con Live Bloodline còn bị cái bọn mèo này nó nhảy chết nhá. Chứ còn con Sailing thì nó lại không sợ bọn mèo này nó nhảy vào nó chết đâu. Đấy, mặc dù là vẫn thua nhưng mà
Nó đỡ hơn, nó đỡ mất máu hơn. Rồi ok, lại bị cắt chuỗi bởi cái thằng này, cay nhở. Ơ thế cứ gửi tiết kiệm. cứ gửi tiết kiệm cho nhau mãi thế à? Ơi giời. Đây rồi, ô 9 hẹp đấy. 9 feather lên 10 luôn nhá. Ôi kích hoạt bằng trứng cũng được anh em ạ. Nhé anh em nhé. Rao sau lên 10, từ từ đã. Rao này chơi 9 đã. 9 con à. Rồi rao sau lên 10. Nó mới chặn tiền anh em ạ. Rao 29 lên 10 là mới hợp lý. Rao 28 này tự nhiên lại bị coi như là thọt mất 3 tiền. Đấy, mất 3 tiền anh em ạ nhá. À, thôi. Đợi lên 29 chúng ta up cấp thì chúng ta vừa đủ tròn tiền luôn. Ok, trận này là trận của hai người. Trận này trận đấu của hai người thôi anh em ạ. Trận của tôi với cái thằng người Nga thôi. Đấy, còn vợ ở quân thì thực ra thì cũng hổ báo cáo trồn đấy, nhưng mà tầm này đi bây giờ đuối rồi. Đuối rồi anh em ơi. Gặp phe giờ nó đẩy cho. Úi ôi nhìn kìa. Làm gì có cái cửa ăn anh em ơi, phe giờ khó chịu lắm. Chết. Ghê chưa? Ghê chưa? Anh em thấy kinh không? 9 phe giờ đấy. 22 máu luôn. Mà khoan hai lên 10 anh em ạ. Từ từ đã. Rôn lốt con Tabu chưa lên 3 sao đã anh em ơi. Đây rồi. Chưa lên 10, để ra 31 lên 10 đi. Anh em ạ, rôn tiếp. Kiếm nốt con Live Blade Line lên 3 sao đi. Cho nó chắc chắn. Lên 10 sớm làm gì đâu, bây giờ vẫn ok mà. Lui thêm con thỏ lên 3 sao anh em nhá. Thêm con thỏ nữa. Ok, ổn áp rồi. Rồi. Chia ra anh em ạ, chia đồ ra mà cầm nó. Ngọc Ma Lăng thì cứ chia mỗi con cầm một ít. Ok. Rồi thằng này chơi cái đéo gì nhở. Gấu assassin kẹp bit nhưng mà lại có cả con Fallen Witcher. Thằng này chơi cái đéo gì nhở, ảo thật đấy. Nhưng mà thôi dù sao cũng đi rồi, dù sao thì cũng đi rồi bạn ơi. Ok. Đấy ơi, mà lại hút máu trừ giáp rồi anh em ơi. Cần hay quá. Ở đây còn ghép được cái Blink này, ghép cái BKB này. Rồi thôi roll chén cuối thôi anh em. Roll chén cuối rau này nhá. Rau 31 đến 10. Roll lần cuối đây nào. Live Blitz Line. Cho Live Blitz Line. Ui trứng à. Trứng này tôi nghĩ là tôi sẽ đập cho con Sailing. Trứng đập cho Sailing thôi. Chứ còn những cái con như kiểu Live Blitz Line thì nó tự ra thôi anh em ạ. Chứ còn cũng không đập trứng cho Live Blitz Line đâu. Đập trứng cho Sailing với đập trứng cho con Queen of Pain ấy. Phantom Queen ấy. Là được rồi. Ok. Thôi nhá, rau này thôi, dừng lại thôi. Không luôn nữa. Rau sau up cấp luôn. Đấy, thằng này full bộ này. Hai mèo với cả Goblin full 3 sao. Ghê đấy. À nó còn có tiền sắp lên 10 đấy. Này chơi cứ như là fan của Tuấn Cơm. Khả năng cao là như thế, tôi nghĩ là như thế. Tuấn Cơm bây giờ fan ở khắp mọi nơi anh em ạ. Rồi lấy cướp điên. Tôi nghĩ là có khi là tôi vẫn muốn roll tiếp để kiếm 3 sao anh em ạ. Từ từ đã nhá. Kiếm Square ơ được. Ui đây rồi. Ổn quá nhờ. Thôi được rồi, lên 10. Ra Square rồi. Lên 10 luôn, hết tiền. Ghép đồ cho Sailing. Ok. Đấy, tầm này thì chắc là gặp đúng là gọi là fan hâm mộ rồi. Oánh trông giống phết đấy. Mỗi tội là nó cũng ham, nó cũng lên 10 nó kẹp 2 Glacier vào. Nhưng mà như tôi là tôi roll tiếp cơ chứ tôi không lên 10 đâu. Từ từ đã, lên 10 làm đéo ấy nhỉ. Bình tĩnh, roll tiếp kiếm bom thì làm sao. Ok. Rồi. Ui, ổn áp luôn anh em ơi. Trông ổn lắm. Đấy. Sailing Assassin kìa, nhìn đứng đằng sau vỉa. Úi ôi. Nhìn thế thôi nhưng mà lại không phải thế, anh em thấy không? Clear hết ngay. Ui, hay quá. Hay quá anh em ạ. À đây rồi. Xong rồi, còn một con nữa thôi. Hình như là tôi có cái Blink. À đúng rồi.
lấy cái blink cho Phantom Queen, khống chế luôn anh em ạ. Đầu game phát tung trưởng khống chế luôn, không cho đối thủ bắn trưởng. Đây, dồn hết đồ cho con Phantom Queen. Ok, hay quá nhờ. Rồi, nói chung là cả hai bên đều hết tiền rồi anh em ạ. Mà trong lợi thế tôi vẫn đang có lợi thế hơn, 9 Feather kết hợp với 3 Assassin anh em ạ. Đây đó là 9 Feather hàng Ryu, nó mạnh hơn 9 Feather fake rất là nhiều. Kẹp được 3 Assassin vào. Anh em thấy không? Clear kìa. Mèo cứ nhảy vào vị trí con Tabu là phế luôn. Quánh trượt mà, quánh trượt mãi với bán được trưởng. Hay quá, đầy đống máu luôn. 22 máu anh em ạ, xong rồi. Chiến thắng đến nơi rồi anh em ơi. Ơ, ôi dồi ôi, Thanh Liên thiếu nghị lực, quýt luôn ạ. Ôi giời, anh em thấy không? Đấy, chắc là cũng muốn thể hiện cho cả Tuấn Cơm biết là tôi cũng là fan của anh. Đấy, chơi line up đấy nhưng mà quýt hơi sớm. Kiểu cảm giác là chơi không thể ăn được ấy, quýt luôn anh em ạ. Dã man, thôi rồi. Clip này hơi nhạt anh em nhờ. Đối thủ sợ quá, quýt luôn. Không ăn nổi anh em ơi, không ăn nổi. Đấy, hết tiền rồi, hết tiền rồi. Thế là chịu thôi, chịu thôi. 22 máu một round thì cũng chỉ 3 round nữa là đi thôi anh em. Khả năng là hôm nay sẽ phải làm 2 clip đấy. Chứ còn thế này tôi nghĩ là anh em chưa thỏa mãn đâu. Thôi được rồi. Thế anh em nhé, hẹn gặp lại anh em vào buổi tối. Nếu mà cái clip này được 150 like trở lên thì là sẽ có thêm một clip nữa vào buổi tối nay nhá anh em nhá. Anh em cũng có thể đăng ký kênh để xem thêm các cái clip khác của tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký gói hội viên của kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở dưới phần mô tả của video hoặc link ở trên màn hình kết thúc anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.